Chào các bạn ơi. Bảo sao mà Tống nằm ở nhà ngủ cứ nghe thấy cái bước chân khổng lồ kêu rình rình. Hóa ra là phát ra từ bước chân của con này à. Đây là một con quái vật đá to khổng lồ luôn. Nhìn kìa, nó đang làm gì vậy? Nó đang đi chặn những chiếc xe ô tô. Ui, nó còn dẫm lên một chiếc xe ô tô khác. Bẹp ví luôn các cậu ơi. Con này thật là ghê gớm và đáng sợ. Ui, quân đội đến rồi kìa. Các chú ơi, cố gắng lên, bắn phá con quái vật ấy đi. Các chú ấy không thể chiến đấu được các bạn ơi. Chú ấy bắn mãi mà không tác dụng gì. Con quái vật này thật là khỏe. Tình hình này không ổn rồi các bạn ơi. Phải đi về, trốn thôi. Ai vừa đi qua ấy nhỉ? Nhìn như là bạn nhím ấy. Đúng bạn nhím thật rồi. Nhím ơi, lại đây. Hey, đi đâu thế? What happened? Này, nhím ơi, đây này, cậu đi đâu đấy? Đó, Trang đây. Đi đâu đấy? Sao cậu lại ở đây? Đừng đi về phía trước đấy. Phía trước có một con quái vật đá to khổng lồ luôn, đáng sợ lắm. Cậu nhìn thấy con quái vật đấy rồi à? Tớ nhìn thấy rồi, nhìn thấy nó còn đi dẫm đạp các chiếc xe ô tô cơ. Đấy, con quái vật ấy ghê gớm lắm. Sao cậu lảng vảng ở đây làm gì? Sáng nay quân đội người ta thông báo là ở đây xuất hiện một con quái vật đá to khổng lồ. Thế nên là đang huy động mọi người để cùng đi chiến đấu với con quái vật ở đây. Tớ đang đi theo mấy chú bộ đội để ra chiến đấu cơ kìa. Cậu chưa nhìn thấy nên là cậu chưa biết sợ thôi. Dám cầm cái rìu để đi chiến đấu với con người đá nha. Mày còn mặc quần áo bình thường, cậu không thấy các chú bộ đội kia ai cũng mặc đồng phục. Sao người người thì rất bao nhiêu súng, riêng mỗi mình cậu thì trông lại khác nhất đoàn. Thì tớ có phải là bộ đội đâu mà tớ có mấy cái đồ đấy được. Cái này cậu biết để làm gì không? Cái rìu ấy. Để làm gì? Bình thường cậu có nghe thấy người ta hay nói là đi đập đá không? Đấy này, cái rìu này chuyên đập đá đây. Quái vật đá gì? Tớ ra tớ cầm rìu tớ bổ cho một trận luôn. Úi giời ơi, cậu cầm cái rìu đấy mà đòi đi đánh cái con quái vật đá á? Không được đâu, không được đâu. Cậu chưa tiến được đến gần nó đã dùng cái chân khổng lồ dẫm vào người cậu rồi ý. Cậu nhìn kia kìa, các chú bộ đội còn đang phải đứng từ xa để dùng súng bắn, chứ làm gì có ai dám lại gần đâu. Cậu nói tớ mới nghĩ thấy đúng. Bây giờ mà mình cứ loang quăng mình chạy, nhớ đâu nó dùng chân nó đá cho một cái thì như quả bóng mà bay. Gì mà ăn thua rồi. Thế cậu chờ tớ một tí, tớ về tớ kiếm cái khác. Đây rồi Trang ơi, cậu nhìn thấy cái này đã được chưa? Quả này súng bắn từ xa đấy, có cả ống nhòm luôn đây này. Tớ đứng từ xa tớ chiến đấu thì con quái vật nó sẽ không tiếp cận, nó không dám bẹt được tớ nữa. Nhìn thế này. Đây, kinh chưa? Nhưng mà tớ nhìn cậu trông vẫn cứ thiếu cái gì ấy nhím ạ. Trông các chú bộ đội còn trang bị bao nhiêu đồ như thế kia cơ mà. Mà nhìn cậu mỗi cái áo phông, quần dài với một cái súng trông cứ sáng sao ấy nhím ạ. Ý cậu bảo là đồ ngụy trang gì? Đúng rồi. Thì áo tớ đây, màu xanh nhá, nó trùng với cả màu xanh lá cây nhá. Thế còn đầu chứ gì? Đây là hai. Cái gì thế? Một cái mũ trùm đầu. Cậu nhìn thấy chưa? Ui. Mặc ngược rồi. Mũ trùm đầu phải có chỗ để hở mắt ra để nhìn, mà còn biết đường để bắn nữa chứ. Như thế này. Đấy. Đúng không? Đấy. Có cái mắt ra che cái mũi. Yummy. Đấy, như thế này mà nấp vào cây, bụi cây chỗ nào thì con quái vật làm sao mà nó phát hiện ra tớ được. Cậu trùm thế này tớ nhìn tớ cũng không nhận ra. Đúng rồi. Mà để tớ xem một vòng xem thế nào. Cậu nhìn đi. Trông ok chưa? Đấy. Wow, ok luôn. Đúng không các bạn? Thế này Này Trang ơi, sao tự nhiên cậu lại đánh tớ? Mà tớ đang thử độ trúng của cái mũ của cậu.
đề phòng những cái lúc mà con quái vật nó giơ tay nó múa như thế này mà nhỡ mày vào đầu cậu thì làm sao? Cậu không nhìn mấy cái chú bộ đội kìa, mấy cái mũ như là cái nón bảo hiểm ấy, cứng lắm. Cậu đội cái mũ vải này á, mà nhỡ may có cái gì lao vào đầu cậu là cậu đây ngay. Đúng thật, cái này nó ngụy trang tốt, thế nhưng mà nó không có chức năng bảo vệ cơ cậu ạ. À, nhỡ đâu con quái vật ấy nó lại văng một viên đá vào rơi vào đầu thì cũng ngất xỉu lắm rồi. Chưa kịp chiến đấu mà ngã lăn ra ngất xỉu thì còn làm được việc gì nữa? Thì bây giờ phải làm thế nào? Cậu nghĩ xem cách gì giúp tớ đi. Được rồi, cậu cứ đứng ở đây chờ tớ một lúc. Tớ thì không dám đi chiến đấu đâu, nhưng mà tớ có cách để giúp cậu có thể đi chiến đấu đấy. A few moments later. Đây đây đây. Cậu nhìn thấy cái gì đây chưa? Một cái nón bảo vệ đó cực kỳ cứng luôn. Mà nó còn có rất nhiều các trang bị đi kèm để phục vụ mục đích chiến đấu nữa đấy. Ngồi xuống đây tớ chỉ cho. Wow, cái này là một cái mũ à? Đúng rồi. Mũ này là mũ của chú bộ đội luôn à? Đúng rồi, dùng để chuyên đi chiến đấu đấy. Cậu lấy ở đâu đấy? Cái này là từ cái hồi xa xưa mà ông tớ đi chiến đấu để lại đấy. Tặng cho tớ, tớ vẫn để trong tủ chưa mở ra lần nào cậu ạ. Ui, ông cậu hồi xưa cũng đi bộ đội à? Mở ra xem nào. Wow, cái mũ này cũng có chức năng ngụy trang này. Đúng rồi. Xong ra nó còn có cái gì đây các bạn biết không? Vỡ lầu thế. Ê, thấy ngầu chưa? Cái này sao nó còn lắm đồ nữa? Cái này là cái gì? Cái đấy là radar đấy. Bộ đàm à? Đúng rồi, bộ đàm để có thể nói chuyện với nhau từ xa ấy. Đây này cái này mình sẽ bẻ ra cho nó đúng vào gần miệng này đúng không? Đúng rồi. Alo, thế là tớ vừa chiến đấu, tớ vừa có thể nói chuyện được với cậu đúng không? Cậu sẽ đứng từ xa nhìn xem con quái vật đấy nó hành động như thế nào và cậu báo cho tớ đúng không? Được đấy. Cái gì nó vừa rơi đấy? Cái này á là bộ tên lửa đấy cậu ơi. Cái này bắn vào là nó nổ đúng không? Đúng rồi, bắn vào là nổ đến toàn phát đấy. Các cậu ơi, đây là cái đầu đạn này, lắp vào đây à? Vào đấy. Xong nó có cái nút bấm màu đỏ đỏ này. Nút bấm này đúng không? Đúng rồi. Wow, lợi hại đấy. Có hai viên đạn. Đề phòng khi nào mà mình đến sát chân cái con quái vật đấy rồi, mình sẽ dùng cái này bắn. Còn cái này, cái đấy là một cái kính hồng ngoại để đi ban đêm ý. Thôi rồi. Ôi giời ơi, cậu chả cẩn thận gì cả, nhưng mà vẫn gắn được, để lát nữa tôi gắn cho. Cái này chính là cái gọi là cái kính đi ban đêm đúng không? Đúng rồi, nó sẽ phát sáng để giúp cậu nhìn rõ hơn đấy. Khi mà ban đêm mình nhìn mọi thứ tối hết, nhưng mà khi nhìn qua cái kính này là mình có thể nhìn thấy đúng không? Thế còn cái này, wow. Các cậu ơi, nhìn ngầu chưa? Nhìn đấy, này là một chiếc ống nhòm để giúp cậu có thể nhìn rõ hơn những vật thể từ xa. Đúng rồi, mình bắn súng ý mà nó xa quá, mình cho cái ống nhòm này xuống, nhòm nó gần này, thế là bắn nó sẽ rất là chuẩn luôn. Ôi, cái mũ này bao nhiêu đồ xịn xò luôn. Còn cả cái này nó rơi ra từ lúc đầu là cái gì đây? Cái đấy á là cái đèn pin giúp cậu đi ban đêm đấy. À, các cậu ơi nhìn này. Nó sáng lên luôn. Và cái đèn pin này cũng dùng để gài vào mũ này này. Nắp lên đấy, đây đúng không? Để tránh trường hợp mà cậu để bên ngoài mà nó bị rơi ý, thì cậu phải gài vào mũ này. À, đúng rồi. Lúc nào nó cũng ở trên đầu cậu. Gài vào mũ xong rồi bật đèn luôn, đỡ phải cầm luôn. Đấy và mình vừa đi, ngoảnh bên nào là nó sáng bên đấy. Ôi, sao lại có một cái mũ hiện đại thế nhỉ? Đa chức năng luôn. Cái gì cũng có. Cái này vừa rơi ra, lắp ở chỗ nào đây nhỉ? Đây, lắp ở vị trí này này cậu ơi. Đấy, nó có cái nấc đấy. Đây rồi. Cái này, ở dưới này tớ còn thấy một cái nữa này. Lắp được cả dưới này luôn đấy. Wow. Có thể tùy chỉnh đây. Bên này là tai nghe được này, bên này là nói này. Có cái mũ xịn thế này mà không mang ra từ sớm. Để tớ cứ loay hoay dùng cái mũ đẻo kia. Được rồi, thế quả này có súng có mũ rồi. Tớ ra, tớ chiến đấu với con quái vật đây.